Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Ba giỏ khoai lang. Ngày xưa, có một lần gấu, thỏ và khỉ rủ nhau cùng tới thăm nhà bác dê. Trước khi về, bác dê bảo chúng, đây là ba giỏ khoai lang, mỗi cháu mang về một giỏ. Bằng giờ sang năm, đưa lại cho bác số khoai lang cũng như thế được không? Gấu thích quá, liền nói, cảm ơn bác. Rồi xách giỏ chạy theo thỏ và khỉ. Về tới nhà, chúng mới sực nghĩ tới lời bác dê dặn, làm thế nào đây? Gấu nghĩ, sang năm nghĩa là còn sớm chán. Ăn đã rồi sẽ tính. Thế là nó ăn luôn một lúc, hết nửa giỏ khoai. Thỏ nghĩ, dê yếu rồi, sợ gì ông ta, sang năm hãy tính. Còn khỉ thì sao? Nó chọn ra mấy củ khoai to cất đi. Ngày hôm sau, gấu gặp khỉ, hỏi, anh đã ăn hết khoai chưa? Ăn một ít, còn giữ lại cũng không ít. Giữ lại để làm gì? Để cho chuột ăn à? Không, để trồng mà. Sang năm vào mùa xuân thì đem trồng, đến mùa thu thì sẽ thu hoạch. Sẽ có bao nhiêu là khoai để đem trả bác dê, còn lại thì để ăn. Nghe khỉ nói, gấu hiểu ra, khỉ làm như thế là đúng. May quá là mình hãy còn lại ba củ, phải giữ lại để làm giống mới được. Mấy ngày sau, gấu lại lôi khoai ra xem. Gấu thèm rõ rãi, nghĩ, làm giống thì cần gì tới ba củ. Hai cũng được. Nghĩ tới đó, nó há to mồm ăn luôn một củ. Mùa đông tới, gió vù vù thổi, bụng gấu cũng sôi réo lên. Kiếm cái gì nhét đầy vào cái dạ dày đây? Nó lại nghĩ tới khoai, để giống cần gì tới hai củ. Một không đủ hay sao? Thế là nó lại ăn một củ. Mùa xuân tới rồi. Gấu tỉnh giấc, nhìn thấy ông đang hút nhụy hoa, chim yến đang xây tổ, khỉ con đang cày ruộng. Nó nghĩ tới củ khoai để giống, bèn đào một cái hố trước cửa nhà, đem củ khoai vùi vào đó. Mấy ngày sau, chẳng thấy động tĩnh gì, gấu bới đất lên xem, củ khoai vẫn đang ngủ ở đó. Nhìn củ khoai, gấu nghĩ, củ khoai đẹp như thế mà phải vùi vào đất, phí quá. Chuột mà biết sẽ lấy trộm. Chuột không lấy trộm đi thì cho dù khoai có mọc mầm, côn trùng cũng gặm chết nó. Côn trùng nếu không gặm thì mưa to cũng dìm ngập. Nếu không ngập mà chết, khoai lớn lên thì chuột này, chó con này, hươu này cũng lại đào. Hay là bây giờ đặt nó vào dạ dày là chắc nhất. Nghĩ tới đó, gấu liền xơi ngay củ khoai. Mùa thu tới, gấu mang cái gì để trả cho bác dê? Trong cái giỏ của nó, trừ mạng nhện ra, chẳng có cái gì. Gấu đi tìm thỏ con mang giỏ lại. Ôi, chả có lấy một củ. Cả hai đi tới nhà khỉ. Vừa vào nhà đã thấy khoai mới dở chất đầy nhà. Khỉ thấy các bạn tới, vui quá. Nó mời thỏ và gấu ăn khoai thỏa thích lại còn cho đầy khoai vào hai thúng lớn tặng chúng. Khỉ, gấu, thỏ mang ba giỏ khoai đầy đi gặp bác dê. Bác dê cười vang. Các cháu ngoan. Các cháu đã ngoan lắm. Bác đâu cần các cháu trả lại bác. Bác muốn xem ai biết suy nghĩ, ai biết lao động. Thôi, bác cảm ơn, nhưng các cháu mang khoai về đi nhé. Cả ba cháu đều là những đứa trẻ ngoan. Gấu, thỏ nghe thế, mặt đỏ tía lên. Câu chuyện đến đây là hết. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.